thơ, tiểu thơ tôi là kẻ đêm đêm trọi khúc tiêu buồn trên sông lanh. Lòng chỉ muốn gửi nỗi niềm riêng theo áng mây trôi theo dần trăng sáng. Không ngờ khúc nhạc kia vang vọng đến cung son khiến cho tiểu thư buồn thảm. Tôi dập đầu xin ơn trên tha thứ tội vô tình. Thôi đừng nhắc sâu nữa, đừng nhắc tới sâu. Cá lau kiến nhiều, tàu ngầm của anh Gần nhiều. Hôm nay về quê cố hiểu rồi đó nè. Thì quê anh Cần thì về trong, về quê cố hiểu thì về đồng. Ở về đồng về xong ăn cơm về đồng á, cá linh. Ở đây đồng ruộng nhiều không? Ở đây đồng ruộng nhiều quá, gãy nữa. Hồi xưa nữa là chơi cái gì về gạo sồng không cả? Ừ, hồi xưa là tát gạo sồng. Hai vợ chồng cầm cái gạo tát qua tát lại. Người bên đây, người bên kia. Tát gạo sồng. Không cái cầu khỉ rồi cả nhà ơi. Chưa gọi là cầu khỉ. Nó cũng na ná với cầu khỉ. Này mới kêu bằng cầu gián à. Chắc có người chích điện hay sao á, hay là do mình đi trễ? Chắc đi trễ nắng ha. Không, chắc có người chích đó. Nó mới xỉu quá. Quá trời luôn rồi. Này đâu phải cá linh. Cá lồng tắm. Cái linh. Ủa chết chân hả ta? Không phải chết mà là xỉu. Bị chích rồi. Trời ơi tàu ngầm. Để anh lên tiếp chút. Thôi khỏi. Mẹ mà. Cho anh cần qua cái anh Đạt ơi. Lấy cái thau thả để đây này cho nó nổi vòng vòng. Múc miếng nước vô đi anh. Múc miếng nước vô đi. Không có dâu đi đâu. Ơi, quốc thì dầm nó bỏ tôi. Ơ, cái này có lửa nãy người ta thích điện. Cá linh có, cá lồng tông có. Cá hiểu nữa. Ừ. Nó hiểu chứ không phải là nó hiểu. Ngon quá trời luôn cả nhà. Cá linh non quá trời luôn. Trời ơi. Ốc. Ốc gì vậy? Nhiều. Mình nói là nhiều lắm đó. Ừ mình còn. Ôi con cua kìa. Cua này. Quá trời luôn à. Ừ. Có cá mè dinh nữa hay gì kìa. Cá rô phi nữa. Anh con cua. Cua hả? Cua. Bỏ con thả đi. Cua kình đó. Út hẹo. Thôi con thả đi ông ơi. Cua đó giống ống gì anh? Ôi. Không có cua kình càng. Thôi anh để lên anh khoan xù kìa. Hả? Không thôi nó kẹp mấy con cá. Thôi từ từ để đây nó kẹp tôi bây giờ. Nhét quá. Trời ơi cả nhà quá trời cá linh luôn rồi nè. Ôi cá linh non. Nè. Cái này là cá linh non. Cá linh với cá thiểu nữa. Thấy cá nhỏ nhỏ gì chứ ăn ngon lắm. Nhiều đây là con mắm. Cái loại cá linh này là phải ăn nhỏ gì đó cả nhà. Ừ, cá lồng tông bay nữa nè. Lồng tông cơm đó. Anh lụm mấy ốc quăng đi em. Hả? Thả ra hả? Con này tông gì? Ốc này ở đây thiếu gì? Cá mè dinh hả ta? Cá mè dinh nè. Trời ơi con cá bự vậy mà còn chết nữa thì chích điện chắc rồi. Chích điện. Tại hồi sáng anh có thấy ông nào ông bơi ruộng chích điện ngang á. Ừ. Ông bơi ruộng đi chích á. Cái này nấu lẩu mắm mà sôi đang sôi cái mình thả vô như mình ăn vô ngon. Ừ. Chuyện chút nữa mình mặn. Thôi đủ rồi đi về đi đừng bắt nữa. Thôi như đây mình đủ ăn rồi. Vậy chứ anh đòi đổ mấy cái nữa. Thằng quê cũng hiểu cá mắm nhiều dữ chứ ta. Ừ. Nè cá có cái ngô mề nó úng. Ê cá ép rồi nè. Này cá ép với mình kêu cá ép nhỏ bự mà đang đây nhỏ nè cá ép nè. Xíu à. Còn sống anh thả đi. Cá ép. Anh thả rồi. Này cá rô nè. Cá rô. Quá trời. Rô động đây ở đây nhiều lắm á. Ừ. Rô động. Cá linh này hơi bự nè. Nó gần bự rồi. Những cá này hơi nhỏ. Bắt mấy ống lực, bắt mấy ống cho ra.
ừ chút nữa mình chọn em. Thôi về, về. Ừ, ừ. Như đấy ăn mà phủ phê luôn rồi. Dẻo phê. Cái con cá đó là cá gì? Có râu nữa kìa. Cá cha hả? Đâu con cá cha cái nào đâu? Nè nè nè, kế con cái này dính đó. Ừ, cá này cá cha. Cá cha hay cá sát anh? Cá cha. Cá cha thả đi. Rồi mình bỏ dưới đi. Con phi nữa kìa. Ấy, dài lửa sao? Ừ. Xin chào đại gia đình thân yêu của Út nha. Thì hôm nay là anh Cần có ghé lên nhà Út chơi. Thì Út dẫn anh Cần đi đổ vớn cái linh về làm nấu mắm ăn. Thì Út xin mến chúc cho cả nhà thân yêu mình có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an và may mắn luôn nha. Quá trời cá luôn. Sáng mình đổ con cái cũng nhiêu đây mình đổ con ăn hết. À. Ừ. Mấy con cá này là do bị xỉu rồi. À, chắc chuyện đó đó. Ê, có cá sặc nữa nè. Cá này là con cá cá bảy chầu. Ừ, cá bảy chầu đó. Hồi xưa em bắt vô em nuôi kiển nè. Ừ. Không mà. Ừ, chút nữa mình chọn đi cái nào ăn không nhỏ nhỏ thì mình thả. Cá này là cá he hay gì nè. Út cá Ừ cá he đó. Đúng không anh? Ừ cá he nhưng mà cái này cá nhỏ. Nó xỉu rồi nó cắt queo rồi. Nè đây đừng cá mày dinh cái nhà cái này chắc người ta chích điện ta bơi ngang ta chích vô trong cái vớn á. Cho nên người nói sụi lơ cắn cuốc gì rồi. Cá này cá hiểu. À, cá hiểu. Đây cá gù phi. Thôi bây mà. Giờ hai anh em mình đi về anh ơi. Đi. Về chế biến. Rồi. Nấu bên giờ chút nữa cần nấu gì cần với Út nấu là lẩu mắm cái linh nha. Đi. Cái này giống cái cây cầu khỉ của em. Phải không? Cây này là cây tre nó cây mưa à. Nó bị ngã đó. Ừ. Thôi Út bình yên quá cả nhà ơi, đẹp quá. Chỗ này mình hoành đầu được không? Chắc không được rồi, kiếm chỗ nào hoành đầu lên đây chút nè. Bò qua 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 đi. Nó đâu? Nó bò vô rồi. Em thấy ở đây hang nhìn dữ nè. Anh ở chơi mấy bữa đi, nét lại mấy bữa nữa đi. Trời ơi. Cái dẫn anh đi mò cá, mò tàu ngầm. Mình với anh Trần thôi giờ ra cái ghe của cô Út nấu ăn nha cả nhà. Chiếc ghe cô Út cũng giống như ghe anh Trần vậy đó. Thì mời cả nhà đón xem nha, còn nhiều điều hấp dẫn ở quê của Út lắm. Trời ơi, ốc đắng, ốc quá trời ốc đắng luôn em. Ốc quắn ở đây nhiều lắm anh, hôm bữa em đi bắt trên mấy cái tàu ngầm á. Ừ. Ủa, tàu dừa chứ lộn. Dừa hả? Dừa. Thôi, thả đi Út ơi, mình nấu ăn mình bắt đi. Không, em bắt lên cho coi vậy thôi ạ. Chứ nó cũng nằm dưới đây không à. Em thả nó cũng ở dưới đây à. Không, kiểu như ốc ở đây kiểu như giống như có sẵn tài nguyên thiên nhiên á anh. Muốn ăn ngày nào xuống bắt vậy đó à. Ốc nhiều nhưng mà không có cá nhiều giống như anh Cặn chứ không có cá bự giống như anh Cặn chứ thôi. Cái này trên này thì cả nhà biết không? Cá trên đồng thì cá linh là nhiều nhất, cá non đồ rồi kia đó. Ở dưới Cặn cũng có nhưng mà cũng tùy theo mà mỗi vùng cả nhà ơi, vùng có nhiều vùng không. Vùng giờ đặc sản gì. Anh thấy tôm cá anh ngán quá, còn cô nào mà trên đây mà dễ thương giống em nữa không? Sớm em chỉ có mình em mà. Tự tin dữ. Có hả? Có ai ta? À, cũng nhiều lắm. Chị ở đâm cái vậy? Từ Tiền Giang anh xuôi ngược về An Giang tìm em cô gái. Ơi, tìm em cô gái anh chốt lòng thương em. Thương thiệt không? Thiệt. Đây cầu dán này cả nhà, cầu dán đó. Ta đó bắt cầu khỉ mà. Ta thương đó gì? Mẹ thường hát ru em ngủ là dí dầu cầu dán đóng đinh hả? À, đóng qua đóng lại cây đinh nó cong vòng. Nghe ông hồ tôi nghe giống hơi giật văng. Hồi chế nha cả nhà. Chạy đi mình ở từ Tiền Giang mình lên mình đi bút ở trên An Giang rồi mình hò lại gì cũng sao đâu, bình thường mà. Chút chút được rồi. Quá trời luôn. Dạ, cái đúng một quá trời luôn mấy ký à. Cái chừng sâu nghe. Cây đó là cây gán kìa. Cây gán này. Cây gán đó. Chi gán là mình ăn lá làm trái mà sao? Là làm chổi anh. Chổi chả. Anh tưởng cây đó ăn được.
trái hoài. Thương người xa xứ lạc loài đến đây. Tính lại một lần anh này vậy. Thì cả nhà ơi, hồi nãy hai anh em có giở được một ít cá linh đó. Thì bây giờ rủ anh Cần xuống cái túp lều lý tưởng của em nấu lẩu ăn. Rồi, lẩu mắm hả vậy em? Lẩu mắm lẩu gì? Mắm cá chốt. Cá linh ha. Lẩu mắm cá chốt mà nấu cá linh. Rồi ok, thôi mình đi nấu ăn. Mình chui cái lẩu này xuống đi. Thôi chui này thì anh chui này trước, anh chui sau nha. Trời ơi, có chừng trúng á. Cẩn thận nha. Rồi vậy đó. Rồi cả nhà ơi, hồi sáng giờ hai anh em lu bu cũng giờ này cũng chắc chưa rồi đó, lên mặt trời lên cao rồi. Nực quá, để em quạt cho anh. Thì có cái bàn bào nè, sẵn gũ anh cần lôi cái mấy cái món này ra làm đá bào ăn trước. Đá bào là đá tuổi thơ. Cái này ăn ngon lắm, em ăn thèm lắm rồi. Cái này là ở dưới anh có hồi nhỏ có bán không? Có, người ta có bán nhưng mà ở dưới anh là người ta không có còn cái bàn bào như thế này nữa. Mát không ạ? Mát, cảm ơn nha. Trước khi mình lên đây các bạn, mình lục trên bàn thờ ông nội mình. Còn cái được cái mụn này. Mụn nó chắc lớn tuổi rồi đó. Rồi cái này không phải cái này kêu bằng cái mũ, cái mũ là bự dưới đó. Giá như ngày xưa đó. Giá hồi xưa đó em. Người nhà nào mà còn được cái này thì bình luận bên dưới mình biết nha. Cái đó hình như bằng thao hay gì? Không biết. Bằng gan. Nhà em còn cái chảo bằng gan nữa mà bị lủng đít rồi. Cái đó giá là được em. Không lủng lỗ bự. À. Lớn. Hồi xưa anh nhớ Út, anh nhớ là mấy cái gô này là bằng chai sành. Đúng rồi. Rồi xong rồi hồi xưa kiểu như không có người ta chưa làm gì đâu. Kiểu em nhớ là phải hắt nước đường làm cái xong mới mua màu gì để vô. Xưa làm bằng trái cây nhiều em ơi, trái cây nhiều nhất. Mỗi tay không anh? Mỗi chứ. Anh đổi lại, đổi qua rồi đổi lại được. Dám gan hay dám lên bàn thờ lục cái giá đó đem lên đây cho em ha. Em ăn chầu không? Em còn cái đồ ngoái chầu nữa kìa. Ý, nhà em cũng còn cái đồ ngoái chầu nữa nha. Mà ba em lấy ra cho gà uống nước á. Ủa, cái nào đó chị Tư? Cái hũ bụng bụng nhỏ nhỏ làm sao đó Út? Ngoài gốc me đó. Biết rồi. Của anh là làm bằng đồng. Của em là bằng sành hay gì ta? Bằng đất. Bằng cái đồ mà làm bằng lư á. Đồng á, đồng lư á. Xâm dứa, cái này là bạc hà, cái này là cái gì ta? Cái đất sô-cô-la. Hồi xưa em nhớ là chỉ có mình có vị dâu nè. Dâu, vị bạc cam, hà. Cam, bạc hà. Cam, bạc hà. Cái trái này kêu bằng trái gì nè? Cái trái này cacao chứ, cái cacao. Trái này bán nhiều trái không? Em muốn biết luôn. Em mua chung chung á anh. Em mua chung á. Chắc chừng hai mấy ba chục ngàn vậy. Không tới đâu, mười mấy ngàn rồi. Nó ngon lắm rồi đó. Khán giả nói là em gạt anh rồi. Đâu gạt vậy gì? Ủa tại à, không gạt vậy là em lu bu làm chiếc ghe này hả Út? Đúng rồi, không gạt. À, đúng rồi. Gạt, anh thấy anh gọi điện em không bắt máy là chiếc ghe này nè. Ở dưới cái điện thoại em trục chặt gì nữa đó, đúng không? Điện thoại em nó bị hơn. Ngon rồi đó nhà ơi. Đó. Nửa đi. Hả? Nửa đi. Cái này chưa để mình chỉnh. Bóp cái gì? Chụp vô. Chụp. Nãy giờ anh có cầm gì không? Không. Nè, nó cho nó đặt xuống mới ngon. Đúng rồi. Mấy cục bự kìa, làm cho nó đỡ mỏi tay. Cục này đây, sao đó. Được háo. Được chứ. Yên tâm đi, có em cái bên anh làm gì được chứ. Hay vậy quá. Ở trên đó là
tôi thấy chiếc ghe, cái nhà chiếc ghe của bố con tôi hết, muốn về tôi ở chung với ông. Ghe ông gì đâu, nó nghèo quá trời luôn. Nó nghèo mà đồ nó héo, mà đồ niêm nó hết, không có gì vậy, sống. Hôm bữa bảo vậy tôi tưởng nó héo quá trời héo, tưởng anh tử hết hy vọng rồi, ai ngờ hy vọng của mình giờ tràn trề cả nhà. Mừng quá mừng rồi. Nhà người ta đồ mới mất ham, thấy cái nhà ông thấy rồi khá không nổi nữa, mình xuống chắc mình cũng sắm lại mới được. Hả? Rồi em cho một tí sữa đi Út ơi, quá nhiều chế vô miếng xigo nè, gì nữa này nó không có màu đỏ. Xì tin thì ối xì tin chứ lộn. Này là sâm dứa, con này là bạc hà. Xăm mát dứa lắm nè, cái này mát dữ dằn. Ồ sâm dứa này thơm quá nha. Rồi em xịt đó luôn. Thèm quá cả nhà ơi. Trở lại thập niên, ủa là thời lúc mình còn trẻ. Chưa, để đi, em xịt bạc hà đi ăn hướng. Hồi xưa em thích ăn kiểu như heo từng gốc á. Từng màu đúng không? Màu sao màu hai màu nãy giống nhau ta? Một màu bạc hà, hương bạc hà với một màu hương dứa anh. Dạ. Yeah. Ở cái chai Vigo mà bạc hà này nó ra nhiều hơn. Này là sô cô la. Cái này sẽ giống xịt nước tương với ta. Thêm miếng đỏ đỏ đi Cần ơi. Thêm miếng xịt tin đi. Xịt tin để lên trên đi. Mù quá ngon. Thêm miếng sữa nữa. Biết bao nhiêu tuổi thơ nè. Okay. Biết bao nhiêu tuổi thơ của đại gia đình ở đây rồi nha. Ngon lắm. Tại mình không có đậu hỏng thì mình có chi dùng chi đi. Vậy đó ngon lắm. Có chi dùng nấy. Đúng rồi. Ôi anh làm trước mà được ngon quá trời. Ủa vô chăm nha. Nè, hai cái muỗng của Tegamin. Em ơi, quá trời nó ngon rồi nè. Rồi. Cần xin mời cả nhà gia đình nha. Út xin mời. Mời đại gia đình. Út xin mời cả nhà thân yêu nha. Ăn đá bào. Đá bào. Lâu lắm rồi mới ăn được cái này á. Nó lạnh. Nó lạnh nguyên cái họng. Hồi nhỏ em đi học trên cũng hay trời ăn. Nắng này á, trời nắng em ăn cái này là đúng sách vở rồi. Tôi chảy nước miếng luôn rồi đó. Mệt. Lấy muỗng anh. Cái muỗng anh. Thôi ăn trước. Nó bưng cái không cần hết rồi. Người ta ăn cái muỗng nhỏ còn mình chơi cái muỗng bự. Thử thử mới được. Quá trời rồi. Cái này bự. Nè. Ăn muỗng này thôi là chịu luôn. Mời đại gia đình nha. Gì ta, dứa rồi sâm dứa rồi chi cu la rồi cái gì. Sữa, chị tin nữa. Xin mời cả nhà. Cái này có người nào ăn này nó bông gai không? Quá, để gì. Thôi cái này ngon lắm em. Tiền vợ đó. Ủa ngon quá. Cái bằng bầu này cũng ít ai còn. Ít lắm, ở dưới anh đâu còn không? Giờ người ta chế cái lọ người ta xây, quay mòng cho lẻ, người ta đâu có bào giống như mình. Cái đó người ta bào có cái tay người ta quay á, chụp cục đá lên người ta quay á. Chị Tư, chị nhớ cái ông bán đá bào mà đi ngang nhà mình chạy xe đạp không? Nhớ, ông đó có bằng bào á. Ông cũng bào gì nè. Nhưng mà Hugo con là Hugo nấu. Ngu nấu. Ừ. Tôi múc cho cô Tư muỗng này nha cô Tư. Ôi dồi ôi, thôi anh ơi, để xíu em ăn. Ngon gì đâu. Cho cô Tư cái muỗng. Trời nắng này là ngon lắm mà. Nó mát. Mát. Mời cả nhà nha. Hồi đó anh nhớ mình ăn trong cái ly mũ của em. Cái ly mũ rồi có cái muỗng nhỏ rồi cắm rồi nó múc. Đó ăn muỗng nhỏ này ăn mấy lần cái muỗng luôn. Cái hương vị bạc hà nó thơm. Cái này em nhớ giống gì không cậu? Sao? Trái cây dĩa. Đúng trái cây gì đó. Ngày xưa trái cây là khóm nè rồi gì cái trái gì nè, cái trái chằm cuột nè rồi chằm chuối ngon luôn. Dưới chuối, trái chuối mà nó hơi dài nó sắc cái đó. Chuối nhỏ á. Cái bắt đầu cái em biết sao ăn trái cây chuyên môn mà đó có 500 đồng ly với nhiêu. Hồi đó đi học cái hồi có 500 đồng. Cái hồi của anh thì 500 đồng chứ cái hồi của em là hình như 2000 ly hay gì. Rồi của em thì cái đó là mới đây rồi, của anh hồi đó có 500 đồng. Không, cái thời của anh 500 đồng tới cái thời của em là 1000, thời Út hiểu là 2000. Đi thời mấy ông còn tốn tiền, thời tôi còn ngon hơn nữa, thời tôi đang thiếu không ạ? Ăn thiếu mẹ trả. Ăn thiếu mẹ trả. Tôi thấy ông nghèo tới giờ luôn chứ rồi đó nào. Không thể nào tôi thấy ông giàu chứ. Ông nghèo gì đâu mà thấy chiếc ghe ông nghèo thì tới giờ luôn mà. Ông nói hồi đó gì. Giờ cũng vẫn còn nghèo. Nghèo nữa. Cũng không khá nổi. Làm ơn ông khá giờ bằng cậu Út thôi. Cũng được đi. Ngon quá.
Ngon quá nè. Quên ăn nãy giờ. Để bảo thêm, bảo thêm cho cô Tư đi Cần ơi. Thôi em nhiêu đó được rồi. Nhiêu được ha. Dạ. Cục này là ăn thấy bà luôn. Một cục nó ăn lạnh răng lắm. Nó đặt lại luôn em, nó dạ, đặt đúng lại rồi. Luôn á, ngon lắm. Nãy anh lấy cái ấy anh quệt xuống nó dẻ. Ờ rồi nó dẻ. Đấy, đúng đến bây giờ lại lấy cái giá quýnh xuống. Quýnh giá này kêu quýnh giá đó. Xịt cho thêm miếng nữa nha. Rồi. Cảm ơn anh, vậy được rồi anh ơi. Ok. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ á, Út với anh Cần á cũng đã ăn đá bào xong cái tay. Ăn đá bào. Giờ mình chuẩn bị làm cơm. Giờ mình ơi. Nhậu cái gì mà nhậu? Bữa nay em uống nước ngọt. Nước ngọt hả? Rồi, bữa nay vậy uống nước ngọt ha. Nước ngọt này được nấu từ gì thì em không biết nha. Bây giờ anh thấy ngồi chắc nước ngọt hồi nằm xả lai xỉn nữa. Này đâu muốn đồng rồi. Ừ, muốn động, muốn dược lên. Ngon lắm. Này tép với cái gì ta? Có linh không? Cái linh nó chỉ cái linh sáng mình đổ đó. Ừ. Ở trên mình gọi là giớn, còn ở dưới anh Cần gọi là đú. Đúng rồi. Đúng. Với anh Cần là cái đú là cái giớn là bự hơn. Chị nói ngược nữa rồi đó. Chứ cái đú bự hơn. Cái giớn bự hơn không chịu. Hồi nãy chị nói là cái giớn mini. À. Tùy theo người ta xây giớn nhỏ, giớn lớn vậy đó. Nên cũng khó hiểu à. Ừ, cho nó nói chung cũng người ta sẽ hình như mỗi tỉnh mọi gọi khác nhau á anh. Ủa Cần ơi, hả? Sao tao phải cái tre mà phải phét cái kẻ lên kia vậy Cần? Cái này thí dụ như mưa vậy cái mình sụp xuống đây, rồi mưa nữa cái tạt nữa sụp xuống đây nữa. À, còn vậy? Không mưa cái mình để lên trên cái nắp này nè, nó cho nó mát. Này gài xuống hả? Gài bằng sao? Ừ, mình gài cho nó chịu xuống rồi dây ra đâu có gì nữa. Gọi muốn dời xuống rồi dời sao? Dây mình sụp xuống vậy. Đó mình cho nó sọt vô cái lỗ này nè cái nó xuống đây. Đi xuống đây nữa. Dạ. Đó vậy anh mới thấy hả? Anh thắc mắc mà anh tưởng cái chỗ để cắm đèn cày. Che cái này là một che già nè, che già. Cho nên em che nhiều lắm. Ừ. Thứ che mà. Hay quá, cô Út, cô thiết kế chứ kìa, hay quá. Ba thiết. Ba thiết kế. Em hả? Nhờ ba thiết kế giùm. Ba em khéo tay ghê. Cấp nhờ ba phụ anh... mini à. Ba anh hả? Ba anh cũng khéo tay ghê. Rồi này mình muốn văn võng mình thiết kế hay sao ha ta? Cũng được, văn cũng ngủ bình thường. Văn ví dụ chắc lắm anh. Chắc. Rau này mình ăn rau gì ta? Bông bí nè. Cái này là bông bí nè chị Tư. Rau nhút nè. Ghê rau nhút. Rau muống đồng. Rau muống đồng nãy trên hai. Đường đi nè, hái được mấy đồng. Trên đây nhiều rau muống đồng lắm. Cà tím nè, bông liên điển nè. Wow, hổ rau đẹp ha. Bông liên điển này lát nữa mình xào tép đi mà. Xào tép ít đi, rồi dạ. Cái kia thì mình... Nhúng mắm cũng được, cái này ăn mắm cũng ngon á, lẩu cũng ngon. Không kể anh nghe cái gì. Chị Tư với em đi văn lớn mà đem cái nồi chà bá, đâu có dính con cá nào đâu. Cuối cùng hai chị em ăn mì gói luôn. Hôm bữa anh với Đạt đi câu tôm đó, câu cũng có con nào đâu, em vắn em tôm cá anh không có, sao kỹ. Dướng lề thề đâu cái gì. Mấy con cá này gặp em nó có hẹn hò với em sao kỳ không? Em có biết đâu. Kiểu như em nay em nói trong bụng nay cầu trời bữa nay có dính nhiều cơm cho mình ăn cái tự nhiên đâu dính quá chừng luôn. Bởi vậy làm như em hên thì sao á. Có lọc ăn đó vậy. Ừ cả nhà ơi, nãy giờ Út với anh Cần lặt rau rồi xong xuôi hết rồi, rửa hết rồi, rồi bây giờ phụ hợ nhau nấu nướng. Mình nhắc cái sao nữa quên. Mắt sợ chảo nóng rồi đi Út. Rồi cái bớt nước. Bớt bị nước. Không sao đâu, không sao đâu. Về độ nặng mái hiên.
hỏi lòng người liệu có bình yên. Vậy xong ăn cá, về đồng ăn cua. Mà ở đây không có cua rồi. Bữa nào dám ăn đi hụt hang cua. Về đồng ăn mắm. Mắm bốc khói hưởng phần. Tắt đi em, tắt đi. Chảo này nó nóng nhanh dữ. Ừ đúng rồi, chảo mỏng hơn. Đây chỉ mưa nữa rồi đó cả nhà. Ôi, bầm tỏi vào vô đây luôn. Vô á. Ôi. Thơm quá. Ừ. Cái ghe này mấy anh em mình có người nhẹ người nặng nên nó hơi nghiêng. Thơm quá quầy. Thơm không anh? Hay đứa mình ngồi dưới gió đó. Đói bụng muốn tiểu. Đói bụng rồi. Rồi em xào xong em tắt đi. Hỏi nữa mình lượt nước mắm. Lượt mắm. Ủa lộn là lượt mắm nha lộn. Thơm quá à. Cái này phi chó vàng luôn đi. Ờ phi chó vàng. Nó mới thơm. Chỉ mưa cái nhẽ xe lạnh ha. Hổ này mà ngọt. Có 1 lít rượu đế còn nhiều bạn. Nói chuyện nghe cái gì y chang bòm nhậu rồi mà thật ra là uống đâu có nhiều đâu. Không em ơi ghiền đại đi sao. Thôi lúng đại đi. Vừa ghiền rượu mà còn vừa ăn giặt nữa hả? Đó vậy. Hú hồn hả? Không khí đang yên lặng. Quá thơm. Để mắm được. Mình để nước vô không? Đúng rồi, đổ nước vô. Đổ nước. Đổ nước vô đây nè. Rồi chút nước nó sôi cái mình nấy mắm luôn à. Nè, mình để nước. Em bật bếp ga lên nè, nè. Rồi, nửa đi miếng nữa đi cần. Được. Miếng nữa đi anh. Miếng nữa đi. Nước thì nhiều đi để mình nhúng rau nó còn ấy nữa. Mình em nếm lên hồi mình đáy nướng vừa là vừa. Cho nó sôi lên, sôi với em cà mắm nha. Cái linh ngon quá. Cái gỗ quạo đó. Ừ. Linh rồi. Linh nhỏ ngon. Có hai cái gầu đốt gác lên trên cái hành chảo được mà cưng. Thôi, nó linh nóng. Cái này chảo thì linh nóng quá. Nhưng mà chả mỏng luôn. Cái giăng nước. Em để đi nước nóng thiệt nóng. Cái này. Mắm ơi, nhiều. Mắm nhiều nhiều để đem cho kẹo thì kẹo ăn nó mới ngon. Để cái giá vô trong đây xong rồi chụp vô nó ồi, nó thiệt là nguội quá đi. Không có tỏ nhị cũng chút mắm thôi. Thêm mắm một nước hơi nhiều quá, không biết thêm miếng mắm nữa đi cho ngon. Mắm nhiều đại đi em, mắm nó kẹo kẹo rồi kẹo nó ngon. Ủa, tiếng gì? Tiếng nồi sôi á. Tưởng là mưa. Bữa nào mình làm mắm chưng ăn đi. Thấy là hèn quá à. Thịt bằm đó, thịt bằm dễ mà. Thịt bằm xong rồi trứng nè, mình xuống vô. Ủa phải không? Đúng rồi, mắm. Trộn vô. Mắm bằm bằm vô. Thơm quá trời thơm luôn. Bông miền biển hả? Bông miền biển xào tép rong đó. Với hai vài trứng gà. Ồ gà đấy nữa. Nước này nước đang nóng rồi. Ôi,
mắm gây ra hết rồi đó. Bây giờ em nêm cái nồi lẩu lại, xong rồi món thứ hai anh làm gì, anh làm nghe anh còn. Ừ, anh xào tép với hột gà với mà bông điên điển nè, xào tép ăn sẵn mình xào. Em đẻ đó gà, nhà gà em nhà. Gà nhà em đẻ đó chứ phải em nha. Em đi nếm xong rồi bỏ đi ốc xong rồi ngồi để anh nấu cái món là xào, cái món này ngon lắm. Anh đi biển xào này lên đây không có gì đãi anh, đãi anh đạm bạc gì thôi. Ngon vậy mà ngon em ơi, không sao đâu, ngon lắm. Anh thấm gà anh cũng thèm mắm cá linh với cá linh kho mắm gì lắm rồi, chảy nước miếng tới rồi, quá rồi thèm. Gặp thêm cái nồi nó thơm. Cái gia đình thấy hình ảnh gì thôi, thật chất ngồi ở đây nghe cái mùi mắm, cái mùi mắm nó lên thơm. Nó thơm dữ dằn. Được rồi đó. Ngon chưa em? Ngon rồi đó. Ngon vậy ok rồi. Nè, thử đi. Thử miếng. Đậm đà dữ lắm mà, ngon à. Tuyệt vời đó. Mắm vậy đó mới ngon đó. Hậu của mình được chưa? Ừ, nửa ký vậy đó mới ngon. Tại em ăn theo hậu của em. Ừ, rồi anh nhóm lửa ở ngoài kia anh đi. Rồi, xào xào ấy mới được. Để nấu đây ghê quá. Nhà lá đó. Để anh đi xào xào à. Em đi ra phố quanh. Giờ phụ anh cần đập trứng gà cả nhà ơi. Gà này là gà nhà của Út Hiểu đẻ. Con gà nó đẻ nghe cả nhà, chứ không phải Út đẻ. Sáng anh có thấy ba em mua gà như quá trời đó. Ừ, đúng rồi. Dạ. Yeah. Cái này cần thử mở thơm nè. Cho nó nóng cái chảo lên xong rồi đó cậu ơi. Cái bông điên điển với tép nào ngon. Hột gà thì nó hơi béo béo một tí gì à. Cây chung rừng đó mình ăn được không anh Cần nha? Không, cái cây chung nó trái nhỏ. Anh đưa giùm anh cái hẳn. Tép thôi là... Điện điện nha. Chứ không phải mình xào tép trước hả? Không, tép nữa mình bỏ vô thôi. Không được hả? Không, cái cây chung kia kìa. Cây chung kia giống như... Mà cây chung kia trái nó bự hơn, ăn nó ngon. Mà ăn nó chát chát, chát ngon lắm. Bữa em nhắc ớt thì nó khác. Chị Tư hỏi em cây gì á.
Còn bây giờ thơm. Cũng hổng thì nó phát rồi. Vậy em cũng tin thiệt luôn anh Cần. Tại em thấy trái nó giống như sùng. Cây còng mát. Em lụm giùm anh cái nồi nhát út. Cho anh mượn cái nồi nhát. Rồi cho anh. Ừ, mua bông bóng này mua dai lắm nha. Mua ngày mua đêm. Trời mưa bong bóng phập phồng, em đi lấy chồng anh ở với ai? Anh ở một mình. Anh mình buồn hiu luôn. Thôi mưa tới rồi cả nhà ơi. Trời mưa bong bóng luôn á. Cái này anh để hột gà vô. Thôi vừa vừa bông điển rồi để hột gà vô thì vừa. Dạ. Không mà thôi, cái hấp mà cũng đỡ. Ừ. Anh tới anh để hột gà vô mới được. Gà vô xào qua xào lại nữa. Phép rồi chưa? Phép nè anh ơi. Ở đây, để em. Phép là ngồi chín lắm. Rồi ok. Rồi, ngồi như này xong. Giờ chín tới luôn. Giờ chín tới. Vậy cũng ngon á. Quá, xong rồi anh em mình vô đây. Mưa này là uống nước ngọt nha anh. Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt. Uống nước ngọt á, nó lạnh dữ lắm em ơi. Mưa tới rồi cả nhà ơi. Con bóng luôn. Cút đi lấy chồng anh Cần ở mình lên. Này chín rồi cả nhà, ngon lắm. Đơm ra dĩa nè, đơm ra dĩa xong rồi bắt đầu hồi cái mình ăn là vừa. Bông điên điển ngọt, tép cũng ngọt mà hột hột gà nó cũng ngọt nữa. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ Út với anh Cần cũng đã nấu lẩu mắm với lại được món là tép rong với lại trứng gà xào bông điên điển. Giờ thì mời cả gia đình thân yêu cùng dùng với hai anh em Út Hiểu nha. Rồi anh, để anh bỏ cá vô, ăn nhiều bỏ vô nhiêu. Dạ xanh đó. Thôi ông ơi, đừng có dụ tôi ông ơi. Này vụ này là dàn khè đi mà dễ gì. Để Cần thử lửa cái cả nhà, mời cả nhà nha, thử lửa phải không, phải trời xanh không, phải nóng đi nó ngọt ngọt không, không biết phải trời xanh hay không đi nữa. Này chắc anh thấy gì đâu, cây cối trong đây nhóc trơn trời xanh đi. Vô đi gót cho em, vô đi em đừng có dụ anh. Cái nào dụ anh không, nó ngọt thiệt mà ngọt thiệt á nha, anh thấy cây có nhóc trơn đó. Mình xin mời cả nhà gia đình nha. Trà xanh đã nói là trà xanh thì phải có sát trà, sát trà. Vô. Mình uống nước ngọt nha. Ừ rồi. Út xin mời đại gia đình thân yêu cùng uống ly nước ngọt với Út Hiểu. Trời ơi. Trời ơi trời xanh. Nửa thôi em, nửa thôi. Được rồi, được rồi. Trời, trời ơi, bớt cái nào lỏng ra giống như nó đang trồng hồ vậy. Dạ, không sao đâu. Không mất cười, kìa chú nào vô, đừng kêu Út Hiểu, kêu Út nhậu. Rồi. Nè, anh để cá vô này, cái muỗng này cho dễ. Ây dạ, cái giá nóng. Quên nãy giờ. Giá này nè. Lấy cọng rau để vô cái lỗ cái giá anh nó đỡ biết, nóng. Anh biết rồi. Trời ơi, cái nghe nào lẩu mà tính nó đang trong hồ. Nó làm cái bùm 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 á. Mệt quá. Ủa sao này hai người uống chừa lông đền dữ vậy? Quá trời mới cái này mới thử lửa. Mới thử lửa mới được. Ôi chơi kì. Thử lửa chút đi mới được. Xíu à, anh muốn nhậu nhiêu em? Em anh đâu có nhậu đâu. Lấy cà bỏ cà vô đi. Ơi, mới làm gì mà cái mỏ giờ này nó cay nữa này. Mới uống rượu đó. Mới rượu với anh đó. Mới rượu với anh cái sạc đó. Nè, để anh thử lửa cái món bông điên điển xào tép. Chấm nước mắm thì được. Cũng vừa ăn rồi. Cần xin mời cả nhà gia đình nha. Không mấy em ăn trước đi Út ơi. Em ăn trước đi nữa rồi tới anh. Tính mời thôi tới anh, bây giờ tới anh. Ra lăng cho em mới được để nhớ, dữ lắm nhớ rồi. Đi tìm em thấy ngày hôm qua nguyên một ngày đêm luôn, sáng mới gặp. Cần xin mời cả nhà. Để mà ngọt, thử đi. Ngọt lắm em. Út Hiểu mời đại gia đình thân yêu. Bông điên điển ngọt. Cùng dùng. Mình tép cũng ngọt á.
Trời, cái tay rung. Sao tay rung dữ không? Vậy để em gót giết mới được. Uống hơn nữa vậy đó. Ê, còn nữa nè. Uống làm hết nè. Uống chừa lon đờ nó hay vậy đó. Vô. Nhưng mà cả nhà gia đình nha. Tự nhiên tay cầm cái đưa rửa mà nó rung vậy đó. Giống anh đó, hôm bữa cũng vậy nè, giờ nè, rung vậy nè. Này chắc tới cử quá. Làm ăn vô cho nó đỡ đỡ cay mới được. Đỡ cay cho bông bí luôn đi. Nó thiệt ra là rượu đinh lăng đó anh. Lăng hả? Hàng gì uống nó cũng hơi mạnh đô á. Đinh lăng uống xong là lăng á. Lăng. Chút nữa anh lên kiếm giống anh lăng mới được. Gào nó mắm gào rồi. Cá chín luôn rồi nè. Cá lên này chín luôn rồi đó. Cá nó nhanh chín lắm anh. À, cá là nhát. Nhát lửa mà. Nè, em ăn thử hai con đi. Quên. Cảm ơn anh. Nè, cá linh nè cả nhà. Linh này còn non ngon. Cần xin mời cả nhà gia đình nha. Cần cái này kêu bằng cá linh đầu mùa không cần? À, cá linh này nói chung là mùa này giữa mùa, rồi, giữa mùa rồi. Giữa mùa hả? Nhưng mà ở trên đồng thì cũng vẫn còn non, cũng vẫn còn còn nhỏ. Dạ. Ừ, nó mềm. Mềm, nó ngon lắm á, tại vì cá linh này trên đồng mà. Vừa phải không? Dừng gã cá. Được rồi. Ok đó. Lẩu mắm này đặc sắc quá trời đất không? Bún, à em ăn bún hả? Gao nhiều mới ngon, này hao gao dữ dằn. Đúng rồi, chả sức. Rung thiệt luôn á. Có kéo kiểu. Ừ hé. Nè em lấy kéo một cái. Rồi đưa chén ra. Em gà trên này em có nhậu không Út? Không. Hiếu này, Hiếu anh em đâu có nhậu đâu. Thiệt không? Thiệt là đâu có tài nhậu với em đâu. Không có, không có tài nhậu hả? Đúng rồi. Không đâu có nhậu được, uống nước ngọt giống như nước ngọt không vậy, nhà. Vậy đó. Nè cá. Lấy giá cho ăn đi. Nước. Để em tự nhiên. Rau này tự héo ăn mới ngon. Nhà của em mà. Héo. Nhà em giàu, nhà anh gì quá trời quá đất gì đâu, lùm xùm lum hết trơn. Công nhận cái làm mắm nó ngon tời. Em bỏ càng kẹo ăn càng ngon. Ai nói gì nói chứ em thích ăn bún chan nước mắm lắm á. Ăn mắm hả? Mắm nước tương cũng ngon nữa em. Ủa cái bông ăn được không cần? Bông súng. Được, bông súng ngon lắm. Cái bông luôn á. Ờ. Gì hả? Ừ. Tao ăn thử tôi coi coi, tiện không vụ tôi nha. Ủa? Ừ. Bỏ nè. Bỏ nó héo vậy đó. Đó giờ em mới biết cái bông ăn được luôn á. Nó phải héo héo như vậy nè. Ở trên mình bỏ hết trơn luôn á. Nó bùi dữ lắm, nó bùi dữ lắm trời ơi. Đi xong đi xuống văn miền Tây là cái bông súng, cái bông của nó là tuyệt vời nhất. Thôi, gấp vô Út ăn thử cái bông coi. Ăn thử Út, đó chưa ăn hả? Nó bỏ thằng cá. Bỏ thằng cá nó đi. Đó thì tôi tưởng cái này ăn không được. Làm cái bông này nói chung là ngon lắm. Mình gói cá lóc ăn cũng ngon lắm. Thôi coi chuyện sâu với đâu biết đâu. Không, cái này mình lại bỏ thôi. Sâu anh. Dạ. Không sâu. Bông bí nè cả nhà ơi. Mời đại gia đình thân yêu. Trời nó cay. Cá nè Út nè. Anh gấp cho. Đó. Coi chừng nó nhảy đó. Ừ, anh con, em ba con, cưng, thương. Anh đâu biết đâu cái bông nó bỏ kìa. Cá cũng vừa ăn đó. Cần cho mời cả nhà gia đình nha. Mềm ha. Ừ. Mềm lắm. Được rồi đó, đừng để cái bông nó gục quá. Anh bún rồi, múc cho, em gấp cho chị. Không để thì xíu chị ăn. Anh gấp cho em cái bông súng nè. Y gan như màu áo tím em luôn. Cái bông tím. Ăn thử cái vị nó làm sao ha cô. Nó đắng hơn. Điểm chấm nước mắm nha. Chấm nước mắm. Cái phấn của nó thơm lắm em. Cái phấn của cái bông này nè, nó thơm dữ vậy. Ôi, mời đại gia đình. Ôi, con mũi nó bằng cái đầu đũa ăn vậy á. Ừ. Giống gùi vậy. Nè. Nó mới đem mặt vậy á. Cái bông nè. Xin mời cả nhà gia đình nha. Mời cả nhà. Nó nhẫn nhẫn không hay là sao? Nó thơm dữ vậy. Nó thơm mà nó hơi nó giòn, bùi. Nó rất là giòn mà nó rất là bùi. Bùi hả? Ừ. Mà nó hơi béo béo. Tôi ra chợ tôi mua chứ thì không thấy cái bông, ít thấy cái bông. Ừ, cái bông mới ngon. Bông ăn là không còn trầm chưa chín. Không em, cái giòn ăn mới ngon. Bông này nói hồi đó em tướng hết trơn, chị Linh nhớ không? Ừ. Tướng hết trơn cánh cho mình ăn cái cục ở trong á. Nhìn nó giống như hộp trứng cá đó anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Bông xuống. Bông súng, bông lục bình. Bông lục bình là khỏi chê luôn. Bông bình ăn được đó. Chấm cá kho ăn là nhức nách. Sao có người nói ăn ngứa ta? Đâu ngứa? Không, mình làm trứng ăn ngứa anh.
hả? Bông lục bình mà anh chấm cá kho queo queo kẹo kẹo nước ha, anh ăn ha. Rồi em nói anh cái nách anh dở không lên luôn. Phải nhất quá. Nè Út, anh em làm cái nửa đêm rồi. Dạ. Nửa thôi nha, từ từ thôi, đây tới chiều nguyên một ngày nó còn dài lắm. Ừ, gần chiều chiều mình nghỉ. Nửa thôi, ừ vậy đi, tình nghĩa. Giờ mới 10 giờ mà, tới chiều còn lâu mà. Thì tới chiều còn lâu. Gũ sâm, gũ đinh lăng thì cũng ngon em. Giống như hôm bữa cỡ giống như gũ sâm của anh á. Quá trời cá. Đây cần xin mời cả nhà gia đình nha. Đưa đèn gấp cho em vô. Gam nè. Em ăn thử cái món anh làm đó coi, cái lẩu mắm của em thì tuyệt vời đó, khỏi cần phải chê đó. Cái đó nè anh gấp cho em. Cái tay cũng kìa. Tôi gung gì, thấy tôi ăn cái máy, tôi cầm cái tay, tôi gung chết nãy giờ. Mày phải uống thêm vài ly nữa mới hết gung sao. Cử chưa tới. Chưa tới cử rồi. Đâu có. Mình làm thêm miếng nữa mới được. Nghi lắm. Cho hết ly luôn đi. Đặng rót ly mới cho dễ. Ly mới cho dễ chia. Cần mời cả nhà gia đình nha. Mời đại gia đình thân yêu. Nhức nhói quá. Đổ mồ hôi hộp chứ. Gạo nó ngon, nhúng nhiều ăn nó ngon. Bông súng nó cũng ngon mà gạo cũng ngon nữa. Đưa. Để gần gấp chén cho caramel bên này nè. Gấp gạo, gấp mái cá. Ờ, em gấp đó đi Út. Bỏ vô tí tí thêm. Tí gạo nữa đi em, bỏ vô một tí gạo. Rồi. Cô Tư uống với tôi ly rượu nha cô Tư. Rồi. Gót giùm anh ly rượu nha. Để tôi gót cho. Uống với cô Tư ly rượu mới được. Chị Tư ăn thử bông của anh. Giờ hai người uống ly ha, hai người uống nửa ly. Thôi uống một ly luôn đi. Một ly ha. Ừ, cỡ đó được rồi anh, cỡ đó được rồi. Nhiều quá dư hớp. Rồi đó, vậy rồi đó. Hay vậy quá. Dư hớp đưa đây tao hớp. Anh gót nhiều quá, anh làm em khoái. Cái gụ đinh lăng này nó cũng nhẹ cả nhà ơi, nó chung luôn. Anh em mình vô, xin mời anh. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả gia đình thân yêu. Ai uống mà chụp chụp đi. Lấy ngót cái gì mà thấy ghê quá vậy. Thôi. Ăn mồi đã nhất đi. Mình uống rượu đế, mình đâu ăn xong đừng ăn mồi thì mình để chừng một phút ngâm nó, nhìn cho nó ngấm vô không à. Thấm nó quen. Đắng quá ăn. Nóng. Nó cay nữa. Ừ. Uống rượu ấm được chứ. Mời cả nhà ăn bông điên điển hay gì? Tép đó gông đó. Xào trứng với bông điên điển nha. Mời cả nhà nha. Này cá linh ngon à nha đại gia đình. Ngon quá cả nhà ơi. Này có xuất sắc. Ở dưới anh thì cá linh nó cũng hơi bị hiếm đúng không? Người ta bán nhiều lắm mà. Nhưng mà kiểu như không có được trực tiếp giống như vậy. Cái này là trực tiếp đi đổ về dớn về ăn đó. Ở dưới anh giả đú cũng có nữa nhưng mà cái cũng ít chứ nhiều. Cá linh nhỏ thôi. Đú dưới bự không chắc con bằng món giờ cái. Ở dưới đú bự nhiều lắm. Đú bự nó thưa á. Đổ ra chắc nó, con nào con nấy bằng món giò cái thiệt á. Cái đó cá bự chạy nó mới nhiều. Tại vì dưới anh còn đú dơ cá bự nhiều nhất. Tại sông lớn mà anh. Chỉ nhanh sông lớn á. Mời, cần xin mời cả nhà gia đình nha. Bữa nay qua đây là không sai là em không cho anh về đâu đó. Mà anh có sai thì em khiêng anh Dũng xong tỉnh gì lên nhậu tiếp. Mà anh cũng đâu về được đâu về. Em về đây sao về được. Thì cả nhà gia đình thân yêu. Thì những ngày sắp tới thì anh Cần có ở đây hiểu hiểu sẽ tiếp tục làm cho cả nhà gì. Quay cho cả nhà cùng xem để theo dõi hành trình của hai anh em Út Hiểu nha. Clip của Út Hiểu đến đây là tạm dừng rồi. Cả nhà có yêu mến thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chốt nha. Dạ xin chào. Uống cho xỉn thì xỉn nó được, quyết liệt vô hết luôn á. Này không có kê tán lòng đời nữa chứ. Em phải uống hai hơi quá đắng. Tôi mệt rồi, tôi nghỉ rồi. Tôi thấy giờ mười mấy giờ. Trời ơi còn lòng đền nữa, trời ơi ghê chết luôn. Còn cái bông gì nè? Bông súng. Mình ăn thử luôn. Thử luôn. Review.
Công nhận cái này uống nó thấm nhanh ghê luôn. Ờ, nó cái này nhẹ nhưng mà con cái mình uống này nó ấm lắm. Giờ này ngán luôn rồi. Đắng không? Hết mưa rồi. Ok, anh hát em nghe bài cái bài giọng cổ một lúc. Dạ. Mà hơi anh hơi yếu quá. Anh hát có đứt khúc em đựng cừ nha. Vậy vô lấy chai rượu đi. Để hát cái bài gì nè, Chương Chi Mì Mỹ Nương. Chương Chi Mỹ Nương bài đó cũng hay lắm mà anh chỉ thuộc cái bài giọng cổ à. Hơi sao làm như nó hơi yếu sao đó. Nhảy không cái gì anh? Lấy tông mới được. Thơ tiểu thơ tôi là kẻ đêm đêm trọi khúc tiêu buồn trên sông lành. Lòng chỉ muốn gửi nỗi niềm riêng theo ăn mây trôi theo dần chân sáng. Không ngờ khúc nhạc kia vang vọng đến cung son khiến cho tiểu thư buồn thảm. Tôi dập đầu xin ơn trên tha thứ tội vô tình. Tiền 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 tiền. Người ta rửa chén mệt mà cũng chết luôn rồi, mà không cho. Quạt cho người ta mà cứ ngồi đó hát để hoài. Người đấy là kẻ từng đêm trên sông trăng trọi khúc nhạc buồn dân. Tôi là kẻ nghèo nàn cô độc, một con thuyền trôi dạt giữa sông trăng. Chỉ có tiếng khúc tiêu buồn bầu bàng gửi gắm tâm tình theo bãi gió rên trăng. Đâu ngờ tiếng khúc bi thương vang vọng đến nhà vàng, làm não lòng người thuê cát. Hay sao? Hay quá. Tăng. Mát chưa? Mát. Vậy phải được hơn không? Đó, vậy đó. Anh xin lỗi nha. Anh chậm tiêu quá trời. Giờ tiêu rồi đó. Giờ tiêu quá rồi đó. Trời ơi, quýnh vô đầu em kìa, từ từ. Kêu quạt mà trả thù hay gì đâu. Không thương thì nói gì nghe. Thương lắm. Để gì đâu mà quạt, để quýnh đầu ta binh binh. Ta quạt cho nó mát rồi còn gì nữa.